Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Chương trình được trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Lời đầu tiên xin thay mặt ban biên tập của chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, trong tử vi đầu số, cung phục vị là một trong bốn hướng tốt theo quan điểm của bát trạch. Cung phục vị thuộc sao tả phù, đây là một hướng tốt chủ về sức mạnh và tinh thần, mang đến may mắn trong công việc, học hành, sự bình yên, trấn tĩnh, luôn hướng đến những điều tốt đẹp. Cung phục vị sẽ mang tới điểm may mắn nếu tạo được ra tính nhất quán và sự đồng bộ giữa các phương vị trong không gian và quái mệnh. Cung phục vị còn mang đến những điều tốt đẹp trong việc kết hợp giữa quái mệnh nữ giới và nam giới trong kết hôn. Vậy nên các cặp đôi cưới nhau nên chọn cung này để được hưởng lộc trời ban, giàu sang phú quý, trăm năm hạnh phúc. Đó là những cặp đôi nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Một, chồng cung tốn, vợ cung tốn thuộc phục vị. Xem tuổi vợ chồng tốt xấu, nếu cả hai vợ chồng cùng thuộc cung tốn thì đây là chuyện tốt, bởi chẳng những tình cảm gia đình ấm áp, gắn bó dài lâu mà sự nghiệp cũng được vượng khai, công danh thăng tiến, khó ai bì kịp. Hai người có địa vị phong xã hội, được nhiều người nể phục, tài lộc dồi dào, tiền bạc chẳng cần phải lo lắng gì nhiều. Chồng cung tốn 1924 Giáp Tý, 1933 Quý Dậu, 1942 Nhâm Ngọ, 1951 Tân Mão, 1960 Canh Tý, 1961 Kỷ Dậu, 1978 Mậu Ngọ, 1987 Đinh Mão, 1996 Bính Tý, 2005 Ất Dậu, 2014 Giáp Ngọ. Vợ cung tốn 1935 Ất Hợi, 1944 Sắp Thân, 1953 Quý Tỵ, 1962 Nhâm Dần, 1971 Tân Hợi, 1980 Canh Thân, 1989 Kỷ Tỵ, 1998 Mậu Dần, 2007 Đinh Hợi, 2016 Bính Thân, 1926 Bính Dần. 2. Chồng cung chấn, vợ cung chấn thuộc phục vị. Cặp đôi này duyên nợ nhiều nên nếu bề nhau thì gia đạo yên vui ấm êm, trên dưới thuận hòa, cuộc sống gia đình sung túc đủ đầy, tài lộc dồi dào, chẳng phải lo lắng nhiều chuyện. Vợ chồng có nhiều điều hài hòa, tâm đầu ý hợp. Chồng cung chấn 1925 Ất Sửu, 1934 Sắp Tuất, 1943 Quý Mùi, 1952 Nhâm Thìn, 1961 Tân Sửu, 1970 Canh Tuất, 1979 Kỷ Mùi, 1988 Mậu Thìn, 1997 Đinh Sửu, 2006 Bính Tuất, 2015 Ất Mùi. Vợ cung chấn 1925 Ất Sửu, 1934 Sắp Tuất, 1943 Quý Mùi, 1952 Nhâm Thìn, 1961 Tân Sửu, 1970 Canh Tuất, 1979 Kỷ Mùi, 1988 Mậu Thìn, 1997 Đinh Sửu, 2006 Bính Tuất và 2015 Ất Mùi. 3. Chồng cung ly, vợ cung ly thuộc phục vị. Vợ chồng mà hai người cùng cung ly thì tình cảm thắm thiết lâu dài, vợ chồng thủy chung son sắt. Tuy tiền bạc không có nhiều nhưng có địa vị trong xã hội, được nhiều người nể vì tôn trọng đối phương và cùng nhau lưng đấu cật để xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc. Chồng cung ly 1928 Mậu Thìn, 1937 Đinh Sửu, 1946 Bính Tuất, 1955 Ất Mùi, 1964 Sát Thìn, 1973 Quý Sửu, 1982 Nhâm Tuất, 1991 Tân Mùi, 2000 Canh Thìn, 2009 Kỷ Sửu, 2018 Mậu Tuất. Vợ cung ly 1931 Tân Mùi, 1940 Canh Thìn, 1949 Kỷ Sửu, 1958 Mậu Tuất, 1967 Đinh Mùi, 1976 Bính Thìn, 1985 Ất Sửu, 1994 Sắp Tuất, 2003 Quý Mùi, 2012 Nhâm Thìn. 4. Chồng cung đoài, vợ cung đoài thuộc phục vị. Hai vợ chồng cùng mang cung đoài, tuy tiền tài chỉ thuộc bậc chung nhưng hai người chung sống với nhau hạnh phúc, cuộc sống cũng khá an nhàn, tự tại, không phải chịu nhiều áp lực, con cháu sau này lớn lên thành đạt, làm rạng danh ông cha. Chồng cung đoài bao gồm 1930 Canh Ngọ, 1939 Kỷ Mão, 1948 Mậu Tý, 1957 Đinh Dậu, 1966 Bính Ngọ, 1975 Ất Mão, 1984 Sát Tý, 1993 Quý Dậu, 2002 Nhâm Ngọ, 2011 Tân Mão. Vợ cung đoài bao gồm 1929 Kỷ Tỵ, 1938 Mậu Dần, 1947 Đinh Hợi, 1956 Bính Thân, 1965 Ất Tỵ,
1974 Sáp Dần, 1983 Quý Hợi, 1992 Nhâm Thân, 2001 Tân Tỵ, 2010 Canh Dần. 5. Chồng cung cấn, vợ cung cấn thuộc phục vị. Vợ chồng hai người cùng thuộc cung cấn, số mệnh an nhàn, phu thê hòa thuận. Hai người này chung sống với nhau hòa thuận, tài lộc không có nhiều nhưng cũng không vướng phải cảnh túng thiếu. Đường tình duyên vượng, có thể vướng phải đào hoa kiếp. Chồng cung cấn, 1929 Kỷ Tỵ, 1938 Mậu Dần, 1947 Đinh Hợi, 1956 Bính Thân, 1965 Ất Tỵ, 1974 Sáp Dần, 1983 Quý Hợi, 1992 Nhâm Thân, 2001 Tân Tỵ, 2010 Canh Dần. Vợ cung cấn, 1930 Canh Ngọ, 1939 Kỷ Mão, 1948 Mậu Tý, 1957 Đinh Dậu, 1966 Bính Ngọ, 1975 Ất Mão, 1984 Giáp Tý, 1993 Quý Dậu, 2002 Nhâm Ngọ, 2011 Tân Mão, 1990 Canh Ngọ, 1999 Kỷ Mão, 2008 Mậu Tý, 2017 Đinh Dậu, 1927 Đinh Mão, 1936 Bính Tý, 1945 Ất Dậu, 1954 Sáp Ngọ, 1963 Quý Mão, 1972 Nhâm Tý, 1981 Tân Dậu. 6. Chồng cung khảm, vợ cung khảm thuộc phục vị. Đời sống vợ chồng của hai người mệnh khảm không có gì nổi bật, nhưng tốt về mặt êm đềm hạnh phúc. Gia đạo an yên, mọi sự thuận hòa, tình cảm vợ chồng keo sơn gắn bó, tiền bạc cũng dư dôi, không quá nhiều nhưng cũng chẳng túng thiếu với ai. Nói chung sự kết hợp này khá là tốt. Chồng cung khảm bao gồm 1927 Đinh Mão, 1936 Bính Tý, 1945 Ất Dậu, 1954 Sáp Ngọ, 1963 Quý Mão, 1972 Nhâm Tý, 1981 Tân Dậu, 1990 Canh Ngọ, 1999 Kỷ Mão, 2008 Mậu Tý, 2017 Đinh Dậu. Vợ cung khảm 1932 Nhâm Thân, 1941 Tân Tỵ, 1950 Canh Dần, 1959 Kỷ Hợi, 1968 Mậu Thân, 1977 Đinh Tỵ, 1986 Bính Dần, 1995 Ất Hợi, 2004 Sáp Thân, 2013 Quý Tỵ. 7. Chồng cung càn, vợ cung càn thuộc phục vị. Hai người này tuy lúc ban đầu nên duyên chồng vợ chưa tích lũy được nhiều tài sản, nhưng người xưa có câu, thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn. Chẳng thế mà từ hai bàn tay trắng, hai vợ chồng cung càn đã làm nên sự nghiệp. Tuy nhiên, số phận hai vợ chồng phải tới tuổi trung niên mới dần an ổn, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc vượng khai. Chồng cung càn bao gồm 1931 Tân Mùi, 1940 Canh Thìn, 1949 Kỷ Sửu, 1958 Mậu Tuất, 1967 Đinh Mùi, 1976 Bính Thìn, 1985 Ất Sửu, 1994 Giáp Tuất, 2003 Quý Mùi và 2012 Nhâm Thìn. Vợ cung càn 1928 Mậu Thìn, 1937 Đinh Sửu, 1946 Bính Tuất, 1955 Ất Mùi, 1964 Sáp Thìn, 1973 Quý Sửu, 1982 Nhâm Tuất, 1991 Tân Mùi, 2000 Canh Thìn, 2009 Kỷ Sửu, 2018 Mậu Tuất. 8. Chồng cung khôn, vợ cung khôn thuộc phục vị. Nếu người chồng thuộc cung khôn mà vợ cung khôn thì vận số khá tốt, tình cảm hai người gắn bó thắm thiết, con cháu nhiều phúc lộc. Tuy nhiên, theo tử vi ngày nay.com, tới tuổi trung niên cần có sự chuẩn bị đề phòng những chuyện bất chắc có thể xảy ra. Đời người nhiều thăng trầm cũng chính là vào thời điểm này, nếu có thể vượt qua thì hậu vận phú quý cát tường, tuổi già an ấm bên con cháu thảo hiền. Chồng cung khôn bao gồm 1926 Bính Dần, 1932 Nhâm Thân, 1935 Ất Hợi, 1941 Tân Tỵ, 1944 Sáp Thân, 1950 Canh Dần, 1953 Quý Tỵ, 1959 Kỷ Hợi, 1962 Nhâm Dần, 1968 Mậu Thân, 1971 Tân Hợi, 1977 Đinh Tỵ, 1980 Canh Thân, 1986 Bính Dần, 1989 Kỷ Tỵ, 1995 Ất Hợi, 1998 Mậu Dần, 2004 Sáp Thân, 2007 Đinh Hợi, 2013 Quý Tỵ và 2016 Bính Thân. Vợ cung khôn bao gồm 1924 Sáp Tý, 1933 Quý Dậu, 1942 Nhâm Ngọ, 1951 Tân Mão, 1960 Canh Tý, 1969 Kỷ Dậu, 1978 Mậu Ngọ, 1987 Đinh Mão, 1996 Bính Tý, 2005 Ất Dậu, 2014 Sáp Ngọ.
Nếu hai người muốn tiến tới hôn nhân mà được cung phục vị sẽ mang đến những điều tốt đẹp cho gia đình. Cụ thể là hôn nhân bền vững, con cái ngoan hiền, mang đến may mắn trong công việc, học hành, sự bình yên, trấn tĩnh, luôn hướng đến những điều tốt đẹp. Vì vậy, nếu hai vợ chồng rơi vào cung phục vị trong hôn nhân thì đều là điều tốt đẹp. Như chúng ta đã biết, chuyện vợ chồng là nhân duyên tiền định, đôi khi khó tránh cũng không được. Nhưng có điều là thiên duyên hay nghiệp duyên thì còn phụ thuộc vào nhiều phúc phận của mỗi chúng ta. Nếu phúc đầy thì sẽ có cơ hội tránh được những hung họa này, còn phúc mỏng thì vạn sự tùy duyên. Trong phong thủy, để tăng phúc, trợ duyên, tăng cường may mắn cho những cặp đôi phục vị, các bậc thầy phong thủy vẫn khuyên dùng những pháp khí của nhà Phật như là Bát Bảo Tâm Kinh hay là Minh Quang Pháp Bảo. Bát Bảo Tâm Kinh là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mặt trước có khắc hình bát bảo trên bông hoa sẽ, mặt sau là thần chú Bát Nhã Tâm Kinh. Khi mang theo vật phẩm bên mình sẽ được thần Phật che chở, độ mạng, tăng phúc, trợ duyên, hóa giải những xung khắc xấu đến với mỗi chúng ta, giúp cho cuộc sống được bình an, trăm năm hạnh phúc. Trên đây là những chia sẻ của kênh Phong Thủy Gia Cát về những cặp đôi phục vị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.